em giải thích. Không phải em, thực sự không phải em mà. Em không biết, em không biết tại sao Mai lại làm như vậy. Có lẽ tại vì Mai nó ghét em, nhiều lần buồn bực em hay la mắng nó. Nếu như mà Mai muốn hại em thì tại sao cô lại cùng nhân viên đạo cụ hay cả nhà đang? Chắc tại vì nó sợ bị phát hiện nên tìm người chịu tội thay. Thường ngày nó hay ở bên cạnh em, nó biết em với Nhã Đa có xích mích nên giáo họa cho chị. Em sẽ không nghi ngờ gì hết á. Anh Huy, thật sự không phải em mà. Tin em đi. Vậy còn vết thương của em, em giải thích đi. Từ đầu em đã nói với ba mẹ là em không sao rồi, tại họ muốn em ở trong bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày. Anh cũng biết là khoảng thời gian này em bị áp lực, mệt mỏi, cơ thể em lại bị suy yếu nữa. Bọn họ đang muốn vu oan cho em đó. Anh Huy, anh phải tin em. Bây giờ ở ngoài mọi người đang chỉ trích em, nghi ngờ em. Giờ đến anh cũng không tin em nữa sao? Mọi người nghi ngờ em mặc kệ. Nhưng anh phải tin em chứ. Làm sao em có thể làm như vậy với Nhã Đan được hả? Anh Huy. Anh Huy. Anh Hai ơi, anh có biết người chị dâu đi gặp tối nay là ai không? Là thằng nhóc Jason đó. Chẳng lẽ anh không muốn biết họ nói chuyện gì với nhau hay sao? Em có linh cảm không tốt chút xíu nào. Mà tất cả là tại anh á. Để em cho người gắn máy nghe lén, anh không chịu. Không biết bây giờ họ nói chuyện gì với nhau nữa. Em mà mất chị dâu nấu ăn ngon như vậy á thì... Thôi anh... đi. What? Anh Hai. Tôi về rồi đây. Ủa? Bánh bao. Trời ơi, cô nhớ con quá à. Cậu. Cùng cái mặt cái coi. Cười cười gì vậy? Tại sao trễ rồi mà con còn chưa đi ngủ? Hả? Có biết ngủ trễ là xấu lắm biết không? Hay thôi, ngày mai nè, cô đang không chơi với con nữa. Nén bị thương chịu lại không? Đi. Ai biểu không có con trai? Ý cậu là sao? Con thích Nhã Đan rồi, có phải không? Lại phải có. Thôi bây giờ cô đang đưa con đi ngủ nha. Alo. Tôi là bác sĩ tại bệnh viện Anh Minh. Bác sĩ? Đúng rồi. Có một người bị tai nạn cấp cứu. Trước khi hôn mê, anh ta cứ gọi tên cô. Đến chúng tôi tìm thấy tên cô trong sổ tay của anh ta. Cấp cứu? Chào chị. Chào chị, tôi là Nhã Đan. Cho hỏi người bạn đang cấp cứu mà bệnh viện vừa báo tôi hiện đang ở đâu? Dạ, hiện tại ảnh đang nằm ở phòng 304. Mời chị bấm thang máy lên lầu 3 ạ. Cảm ơn. Dạ. Bánh bao ngoan của cô, con ở ngoài với ba nha. Bánh bao ngoan của cô đang hứa sẽ đi thật nhanh rồi về với con nha. Vậy mọi người ở đây chờ đi, để tôi lên. Để tôi đi cùng. Một mình cô đi không an toàn. Còn tôi thì tò mò muốn biết đó là ai. Nếu mà tình hình như thế này đi một mình tôi đúng là không ổn. Gia Khang, phiền anh đi cùng tôi. Gia Bách, anh ở lại đây trong Gia Bảo. Được. Jason, còn ông yên phận ở đây cho tôi. Nửa đêm nữa không, ông theo tôi tới đây. Bộ muốn ngày mai lên Trăng Nhất hả? Đi ra, đi ra. Cứ tưởng là ai, quá là thằng khốn đó. Để cho nó chết đi.
Đi về. Tránh ra. Dạ đáng. Chọc tức vợ yêu, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Play và rap mình yêu, thích áo chim mình thích, mua sản phẩm Vi Shop ngay hôm nay để có mặt tại chung kết Rap Việt. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu, độc quyền trên Vion.